Đây là cái chai nước khoáng nhập khẩu của Pháp, và 5 lần trước khi mình đi siêu thị thì mình đều cầm lên và lướt qua, bởi vì giá của nó tới tận 62.000 cho một cái chai nước khoáng như này. Và lần thứ 6 thì nó xuất hiện ở đây. Và đây là tên của cái chai nước khoáng này, Perrier, không biết là mình đọc có đúng không. Và công ty của họ được thành lập vào năm 1863. Bây giờ mình sẽ mở ra và trải nghiệm nha. Đầu tiên là về mùi đi, thì nó là một cái mùi không mùi nha mọi người. Mình sẽ uống thử nha, xin mời mọi người. Uống như nước lọc luôn nha mọi người, và nó có ga. Mình sẽ rót ra cốc cho mọi người xem cái màu của cái nước bên trong. Và đây là cái màu của cái cốc nước bên trong nha mọi người. Nó có một cái màu rất là đặc biệt. Cái màu của nó rất là giống màu nước lọc nha, trong vắt. Xin mời mọi người. Thực sự luôn là cái nước này ấy, mình uống nó không có vị gì, nó có thêm ga. Và khi uống thì nó rất là đã khát luôn, cực kỳ sảng khoái nha. Ai thích uống nước có ga mà không kiểu không có đường ấy thì cái này rất là hợp luôn. Và để đánh giá với cái chai nước khoáng này thì thực sự cá nhân mình không phải là một chuyên gia uống nước khoáng. Thế nên là mình sẽ không đánh giá chính xác được cái chai này như nào nha mọi người. Cái này mình nghĩ là nó sản xuất ở Pháp, thế nên giá của nó sẽ là 62.000. Nếu như nó sản xuất ở Pháp nhưng mà là Pháp Vân Hà Nội Việt Nam ấy thì giá của nó sẽ khác nha mọi người. Và cái chai này mình nghĩ là giá trị của nó nằm ở vỏ chai.